một nền đất ngang 10 mét, dài 46 mét và có 100 mét vuông đất thổ cư nha quý anh chị. Tại cái vị trí này là ấp Phú Quý, xã Vĩnh Hậu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Và đất mình là cách thị trấn Vĩnh Bình chỉ có một cây số thôi nha quý anh chị. Ở đây rất là nhiều tiện ích xung quanh, và trước hết thì em sẽ nói về chi tiết cái khu đất của mình là cái chỗ cái cột này nha. Cái cột này là mặt tiền nó 10 mét qua đây. Tới cái trụ này. Ha. Tới trụ này nha quý anh chị. Đó, từ vị trí khu đất mình ha quý anh chị, mình chạy thẳng ra đây khoảng một cây số mình đụng là tỉnh lộ 872 luôn quý anh chị. 872 thì mình rẽ trái là mình về trung tâm của huyện Gò Công Tây, mình ra quốc lộ 50 tầm khoảng 2 cây số là mình tới ha quý anh chị. Từ thành phố Hồ Chí Minh mình về đây tầm khoảng là 1 giờ rưỡi xe quý anh chị. 1 giờ rưỡi xe là mình tới khu đất ở đây. Còn thành phố Mỹ Tho về đây tầm khoảng 45 phút là mình tới. Thị xã Gò Công mình lên đây tầm khoảng 25 tới 30 phút là mình tới khu đất mình nha quý anh chị. Khu đất mình thích hợp để cất nhà, xây nhà vườn nghỉ dưỡng. Đường đan thì 3 mét, ô tô tới. Đó, rất là thích hợp cho quý anh chị xe ô tô vô tới chỗ luôn nha quý anh chị. Thì gia chủ cắt từ cái mí này ha. Qua đây. Đó. Quý anh chị có thể mở cổng khúc này rồi làm nhà khúc chính giữa, làm vườn phía sau. Rất là thuận lợi, hoặc là tách đôi làm hai nền. Mỗi nền 5 mét. Đó. Thổ cư có sẵn, quý anh chị có thể thêm thổ cư để thích hợp cho chia cho con, mỗi đứa con là nền 5 mét đó quý anh chị. Đất mình thì hướng về hướng tây nha quý anh chị, hướng chánh tây. Đó, sâu vào là 46 mét, nền cao ráo bằng phẳng. Giá gia chủ đưa ra là 550 triệu, có thương lượng nhẹ và bao giấy tờ sang tên. Cái hướng ngược lại của quý anh chị, hướng ngược lại là hướng này. Mình chạy thẳng khoảng 200-300 mét có cái ngã ba. Mình rẽ tay trái thì mình về tỉnh lộ 872, đi một đoạn khoảng một cây số thì mình ra cái chỗ chợ Cầu Kinh 14 đó quý anh chị, rồi quay về hướng thị trấn Vĩnh Bình ngược lại vẫn được nha quý anh chị. Đó, rất là nhiều tiện ích xung quanh ở gần đây. Rồi vào khu đất ha quý anh chị. Khu đất mình thì hiện tại gia chủ có rào một cái hàng rào kiên cố phía ngoài. Gia chủ sẽ cắt ra cho mình riêng một cái sổ riêng. Nền thì cao ráo, không cần san lấp. Nếu quý anh chị cất nhà thì đổ cát phả lên một lớp, rồi mình đây hơi tùm xíu, nó về mình phát quang khúc này. Rồi tới đây nha quý anh chị, cuối đất của mình là tới chỗ cái cây này. Đó, đây là tới đây là 46 mét chỗ cây dừa này nha quý anh chị. Đó, vòng qua đây, vòng qua đây là đầu đuôi 10 mét luôn, cho quý anh chị có một miếng đất đầu đuôi đẹp. Do gia chủ cần bán gấp ha quý anh chị, thì giá này là giá gia chủ đưa ra là giá dễ thương lượng cho quý anh chị, dễ mua cho quý anh chị rồi đó. Bởi vì gia chủ cũng có cần tiền gấp ha quý anh chị. Đó, đây là đây, ngoài đây cũng có cái khu bán buôn cũng nhiều quý anh chị. Ra chợ Vĩnh Bình cách trường đảng rồi trường mầm non thì chỉ cách có khoảng 500 mét tới khoảng 800 mét là mình tới. Còn mình đi chợ Vĩnh Bình, trung tâm huyện cũng như là cơ quan hành chính nhà nước chỉ khoảng một cây số đến một cây rưỡi số là mình đầy đủ các tiện ích nha quý anh chị. Ở đó có trung tâm y tế huyện luôn. Đó, nhiều, rất là nhiều tiện ích. Rồi em xin nhắc lại địa chỉ của khu đất mình là ấp Phú Quý, xã Vĩnh Hậu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Tổng diện tích khu đất mình là ngang 10, dài 46 mét, có 100 thổ cư. Giá bán là 550 triệu. Quý anh chị mình quan tâm thì vui lòng kết bạn với em qua số điện thoại 0973 267 524. Thì em sẽ gửi thông tin sổ sách cho quý anh chị mình tham khảo ha. Rồi em xin kết thúc video, hẹn quý anh chị mình ở những video tiếp theo của kênh.